năm 2015 tại Philippines, khi hai người đàn ông xuất hiện trên phố Hàn Quốc, một trong số họ đi vào một công ty bất động sản rồi chụp ảnh. Sau đó anh nhanh chóng cầm trên tay gói hàng bỏ chạy. Mặt khác, Cha Mu-sik đang cùng đàn em của mình trò chuyện và đi đến một nhà hàng sang trọng. Ông là khách quen ở đây. Vừa tới nơi, ông liền hỏi nhân viên rằng có vị khách người Mỹ nào đang tìm ông không. Tuy nhiên, người phục vụ này bảo rằng không có ai. Sau đó anh ta vội vàng lén gọi điện cho ai đó để yêu cầu họ nhanh chóng có mặt. Mu-sik cố gắng giữ bình tĩnh cho đến khi nhận được tin nhắn từ cộng sự của mình. Đối phương nói rằng đây là một cái bẫy. Cứ như thế, cảnh sát mang theo vũ khí xuất hiện bắt giữ ông vì tội giết Suk Kyu-min. Sau khi nghe xong, Mu-sik rất ngạc nhiên. Ông nói với cảnh sát rằng có lẽ đã có sự nhầm lẫn ở đây. Nhưng cảnh sát không nghe bất cứ lời biện hộ nào cả. Họ nhanh chóng áp giải ông về cục nhập cư. Rất nhiều phóng viên vây quanh để đưa tin về vụ án. Buổi họp báo được tổ chức để hỏi về những cáo buộc giết người của Mu-sik. Quay trở lại Yangnam, Yangsan năm 1972, Mu-sik kể lại cuộc đời của ông khi phải sống trong một gia đình nghèo khổ và bị mẹ bỏ rơi ở trung tâm trẻ em. Tại đây, cậu bé Mu-sik có tình bạn đẹp đẽ với một đứa trẻ mồ côi có tên Jong Hyun. Cả hai cùng nhau có ước mơ được ăn uống thỏa thích nên đã quyết định đi kiếm tiền. Họ cố gắng bắt những con kiến lửa cho chủ hiệu thuốc và bị chúng cắn cho nhức người. Cố gắng vượt qua cơn đau, họ đến gặp ông già ở tiệm thuốc. Ông lão cảm thấy rất biết ơn vì những gì mà bọn trẻ đã làm. Sau đó ông đưa cho hai đứa trẻ một ít tiền. Tuy nhiên số tiền đó chẳng đủ để mua bất kỳ miếng gà nào cả. Vì vậy cả hai đã cá cược với những đứa trẻ đồng trang lứa để có tiền mua gà. Nhưng cuối cùng họ phải ra về với hai bàn tay trắng và chẳng có cái gì vào bụng. Khi hai đứa trẻ nhai tạm rong biển khô chống đói, Mu-sik đã bị Sơ bắt gặp. Sơ giúp bọn họ xử lý những vết kiến cắn. Một thời gian sau, Mu-sik nói với Jong Hyun về ý định đi đến Seoul, nơi có rất nhiều đồ ăn ngon. Đúng lúc này, mẹ của Mu-sik trở lại để tìm con trai vì bà cảm thấy cực kỳ hối hận khi bỏ lại cậu bé. Cậu rời đi cùng mẹ để lại người bạn thân của mình ở lại. Khi thấy mẹ phải làm việc vất vả để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, Mu-sik cũng muốn giúp đỡ mẹ. Cậu cố gắng kiếm tiền nhiều nhất có thể nhờ việc bắt nòng nọc cho bà lão gần đó. Về phần bố của Mu-sik, ông là một giang hồ có tiếng trong vùng. Ông liên tục vào tù ra tội. Ông nghi ngờ vợ đang ngoại tình với người khác. Và ông cũng cảm thấy khinh thường con trai khi biết rằng cậu bé không theo kịp các bạn cùng lớp. Cô giáo chủ nhiệm đã yêu cầu ông phụ đạo thêm cho Mu-sik cách đọc và viết tại nhà. Do đó ông mua sách để bắt Mu-sik học bài cho đến khi nào biết đọc thì thôi. Thế nhưng vào ban đêm, nơi này lại biến thành một sòng bạc. Bố Mu-sik là người quản lý và đe dọa những kẻ dám gian lận tại sòng bạc của ông. Mẹ của Mu-sik tên Súc Gia phải phục vụ đồ ăn cho tất cả mọi người. Còn Mu-sik được cử đi làm những công việc lặt vặt. Vậy nên cậu tiết kiệm được những đồng tiền thừa từ việc mua đồ. Khi thu phí, sòng Kyung Đẽo vẫn giúp con trai tiến bộ trong việc học. Hơn nữa, Mu-sik thật sự thích những điều mà cha đã dạy. Tuy nhiên, biến cố đã xảy ra khi Kyung Đẽo nặng tay trừng phạt con bạc trong sòng. Ông đã phải ngồi tù để lại mẹ con Mu-sik không biết đi đâu về đâu. Sau khi biết Kyung Đẽo đi tù ở Daejeon, họ đã chuyển đến đó để sinh sống. Mu-sik và Súc Gia mỗi ngày đều làm việc chăm chỉ để kiếm sống. Thật tình cờ, lúc này cậu vô tình gặp lại Jong Hyun giữa dòng người hối hả trên đường phố. Jong Hyun đã bỏ trốn khỏi trại trẻ mồ côi và hiện đang bán báo. Thấy đây là cơ hội tốt để kiếm tiền mặc dù rủi ro cao. Nếu không bán hết báo trong ngày, Mu-sik sẽ bị ăn đòn. Vì vậy cậu quyết định lấy 100 tờ và cố gắng bán hết chúng. Mu-sik khéo mồm khéo miệng chào mời các chị xinh đẹp, lau giày cho các anh. Thậm chí cậu chạy cả vào rạp phim để mời mọi người mua báo. Với sự nhanh trí của mình, Mu-sik bán giá cao hơn số tiền gốc. Hơn nữa ngày nào cậu cũng mua may bán đắt. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Lúc này cả Jong Hyun và Mu-sik đều đã trạc tuổi tứ tuần. Những năm đầu 2000, Jong Hyun hiện đang làm bảo kê cho các cuộc kinh doanh của đám xã hội đen lấy tiền hoa hồng. Khi xử lý đến vấn đề con nợ chai lì không trả tiền cho đối tác, anh liền giới thiệu tên này đến tìm Mu-sik. Lúc này Mu-sik đã mở một trung tâm giáo dục tiếng Anh. Anh đang đi đúng hướng. Ngắm nhìn trung tâm tiếng Anh có cả giáo viên bản ngữ. Tên xã hội đen không nghĩ Mu-sik còn mặn mà với công việc giang hồ ngày xưa. Ấy thế mà lúc này chúng ta ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh tên côn đồ giới thiệu cho Mu-sik dòng máy đánh bạc đời mới nhất. Khi Chi Yang, một trong những cấp dưới của Jong Hyun, xuất hiện, hắn đã giới thiệu cho Mu-sik và Jong Hyun công việc làm ăn mới ở Busan. Ngay lập tức họ quyết định lên đường tới Busan ăn gỏi cá. Tại đây Mu-sik được đàn em giới thiệu về công việc kinh doanh casino của mình. Anh quyết định thử thách với vai trò là người chơi để hiểu về nó. Đây cũng chính là bộ môn poker mà chúng ta chơi hiện nay. Chỉ sau một đêm, Mu-sik đã kiếm được 1,9 triệu won từ nhà cái số 1 tại Busan. Sáng hôm sau, thay vì nhận tiền mặt thì Mu-sik được tặng một vài phiếu mua rượu. Sau đó anh được tên đàn em dẫn đi đổi thưởng. Họ đến một chiếc xe ô tô cạnh cảng đổi phiếu mua lấy rượu, sau đó lại tiếp tục di chuyển đến quầy rượu để đổi lấy tiền mặt. Hành động đổi rượu này chỉ là bình phong cho việc kinh doanh đằng sau. Nó cũng giúp cho hoạt động của casino trở nên hợp pháp trước mắt cảnh sát. Mu-sik phải trả phí cho casino 10% số tiền kiếm được. Trong trường hợp anh thua thì nhà cái sẽ được hưởng toàn bộ số tiền của anh. Điều này khiến Mu-sik phải suy nghĩ. Mu-sik nhận thấy rằng đây chính là cơ hội để anh kiếm tiền. Mu-sik quay sang nói với đàn em rằng anh quyết định kinh doanh casino. Tuy nhiên, khác với sòng bài ở Busan, casino của anh sẽ trực tiếp dùng tiền mặt. Anh tự tin rằng mình có thể xử lý toàn bộ cảnh sát. Để kế hoạch được tiến hành trơn tru, Mu-sik cần 12 dealers điều hành công việc tại casino của anh. Mu-sik phân công và hướng dẫn công việc cho đàn em. Sau đó anh đến địa điểm đã được lựa chọn, đó là một quán pub vắng khách. Sau khi thương lượng với bà chủ quán,
Music cùng đám đàn em bắt tay dọn dẹp nơi này và thiết lập nó thành một sòng bạc mới trong thị trấn. Anh thiết kế 6 bàn casino với 12 người quản lý. Anh cung cấp cả dịch vụ ăn uống với 2 đầu bếp giỏi nhất của Daejeon. Music còn xây thêm cả dãy phòng nghỉ cho 12 dealers phía trên casino để họ tình nguyện ở lại làm việc lâu dài. Vào năm 2001, sòng bạc của Music hoạt động vô cùng sôi nổi. Tiền liên tục bay vèo vèo vào túi của họ. Music mở cửa suốt ngày suốt đêm. Sòng bạc của anh cũng phục vụ đồ ăn rất ngon. Các chuyên gia bài bạc cũng kiếm được rất nhiều tiền tại đây. Một vị khách trẻ tuổi tại đây đã kiếm được hơn 3 triệu won. Ngay sau khi anh ta đổi tiền và rời khỏi sòng bạc thì một tốp người xông vào. Họ chính là các điều tra viên tới từ Tổng cục Thuế Quốc gia. Đàn em của Music nhanh tay nhanh mắt giấu hết sổ sách vào thùng dao mì tương đen. Thế nhưng chính vị khách trẻ tuổi vừa đổi tiền khi nãy đã giữ anh lại. Vị khách đó chính là điều tra viên nằm vùng của cục thuế. Music và đàn em đang chơi golf thì bỗng nhận được điện thoại báo tin dữ. Kết quả là Music thu gom hết tất cả tiền và ôm tiền bỏ trốn. Music kêu Chi Yang tới Seoul trốn, còn ông sẽ cố gắng tự mình giải quyết chuyện này. Chi Yang tham lam đã lén gặp vợ hòng tẩu tán số bất động sản anh đã mua đứng dưới tên bố vợ. Người tính không bằng trời tính. Chi Yang đã bị cảnh sát bám theo. Cuối cùng anh bị bắt khi đang ngồi trong phòng giao dịch bất động sản tại văn phòng thuế khu vực Yang Il. Sang Chun đang bị điều tra viên thẩm vấn vì tội tham gia vào quá trình mở sòng bạc. Anh vẫn đang cố gắng bảo vệ quan điểm của mình. Sang Chun nói rằng anh chẳng qua chỉ là một quản lý nhỏ. Hơn nữa anh cũng chẳng thu được mấy đồng từ công việc kinh doanh này. Trên thực tế Sang Chun đang nắm giữ đến 20% cổ phần trong công việc kinh doanh của sòng bạc. Nhưng nếu Sang Chun không khai ông chủ thực sự của sòng bạc thì anh sẽ phải chịu hết trách nhiệm. Người tiếp theo được điều tra viên thẩm vấn là Chi Yang. Đúng lúc này Chi Yang bỗng nhận được điện thoại của Music. Cô điều tra viên lập tức cướp lấy điện thoại của Chi Yang. Cô liên tục thao túng tâm lý Music để ông ra đầu thú và đóng thuế. Thế nhưng Music không bận tâm tới lời nói của cô. Ông tắt máy ngay lập tức, trước khi Music sang nước ngoài chạy trốn. Ông giao nhiệm vụ cho Jong Hyun để mắt đến Chi Yang. Nếu Chi Yang cần thì Jong Hyun hãy giúp đỡ anh ta. Sau đó mạch phim đưa chúng ta quay trở lại Daejeon vào năm 1982. Lúc này đây Music mới chỉ là cậu sinh viên năm 2. Khi anh và hai thằng bạn đang ngồi nghêu ngao mấy câu hát tiếng Anh thì gặp mấy tên đàn anh. Chuyện xảy ra sau đó không cần nói cũng biết. Đám người họ đã đánh nhau một trận tưng bừng khói lửa. Không ngoài dự đoán Music chắc chắn là người thắng. Anh dí đầu bút uy hiếp tên cầm đầu Sanjin, người sau này sẽ trở thành bạn của anh. Mọi chuyện tồi tệ hơn khi Sanjin đến quán cơm của mẹ Music cùng với gã cậu côn đồ của mình. Music tỏ ra cứng cỏi là thế, nhưng trước sự trách mắng của mẹ, anh đã không ngần ngại quỳ xuống xin tha thứ. Nhưng gã côn đồ kia không tha cho Music. Giữa ba người xảy ra xô xát, cuối cùng bố của Music cũng xuất hiện. Với kinh nghiệm nhiều năm làm đại tướng giang hồ, bố Music dễ dàng đuổi hai cậu cháu nhà Sanjin đi. Kết cục của trận đánh này chính là mối quan hệ bạn bè khăng khít giữa Music và Sanjin. Quay lại năm 2001, Music đã tới Manila tìm Sanjin. Sau bữa tối trên du thuyền, hai người họ đã đến sòng bạc số 1 khu vực này. Đây chắc chắn là một sòng bạc tuyệt vời. Mặc dù là ngày trong tuần nhưng ở đây vẫn có rất đông người chơi. Đặc biệt họ có phòng riêng dành cho các tay chơi VIP. Tại đây Music đã được Sanjin giới thiệu cho giám đốc điều hành sòng bạc này. Ông ngỏ lời mời Music trải nghiệm thử sòng bạc. Music đương nhiên không từ chối. Cơ quan thuế Hàn Quốc cũng đang không ngừng dò xét hành tung của Music. Đặc biệt nữ điều tra viên còn tìm đến tận nơi vợ con Music đang sinh sống để điều tra về ông. Trong khi đó Music đã tìm được nhà trọ cho mình. Sau khi nghe ông bạn thân kể về cuộc sống gia đình và ước mơ đi du học của con trai, Music không ngần ngại cho ông bạn một túi tiền để biến ước mơ đó thành hiện thực. Suốt thời gian ở Manila, Music không rời khỏi bàn chơi poker. Thật không may, vận may của Music bắt đầu thay đổi. Music đã cược hết số tiền ông mang theo. Ngay sau đó ông bắt đầu ký giấy vay nợ. Những tưởng kiếm được tiền nhưng số nợ của Music ngày càng lớn. Đương nhiên nhà cái luôn thắng. Mặc dù đã vay 10 triệu peso nhưng Music vẫn được ông giám đốc cung cấp thêm 1 triệu peso nữa. Trong vòng chưa đầy 3 tháng Music đã thua 18 tỷ won, bao gồm cả 1 triệu mà ông vay. Lúc này Music đã đến đường cùng. Vận may của Music càng trở nên tồi tệ hơn khi Min Jung, người phụ nữ giám sát vụ việc của ông tại cơ quan thuế, gọi điện đến. Cô nêu ra các khoản thuế chưa được thanh toán của Music. Sau đó cô yêu cầu ông quay lại Hàn Quốc để thực hiện nghĩa vụ của mình. Min Jung đe dọa sẽ truy tố Music và mời Interpol vào cuộc nếu ông không hợp tác. Music tức giận tắt máy. Sau đó ông vội vàng gọi điện cho vợ của mình. Music dự định sẽ đưa vợ con sang Philippines. Cuối cùng chứng nghiện cờ bạc đã khiến Music sụp đổ. Ông đã thế chấp nốt căn hộ nơi vợ và con trai đang sinh sống. Nhưng cuối cùng Music vẫn thua cuộc. Vì Music vắng bóng nên Chi Yang phải ra hầu tòa. Anh bị tuyên án 5 năm tù và phải hoàn trả các nghĩa vụ tài chính đối với cục thuế. Đội điều tra viên đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Họ tới gặp Chi Yang nhằm thu thập thông tin về Music. Sau nhiều lần thẩm vấn, cuối cùng Chi Yang cũng tiết lộ rằng Music không trực tiếp mở sòng bạc mà chỉ giúp người khác làm chủ. Thay vì yêu cầu họ chia tiền lãi, Music chỉ thu mỗi người 50 triệu won tiền phí. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là không cho bọn xã hội đen vào sòng bạc. Việc này khiến các tay chơi có địa vị xã hội cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn khi đến các sòng bạc này. Chi Yang cũng tiết lộ cách Music trở thành người có ảnh hưởng toàn quốc. Music luôn hào phóng với anh em. Điều này thể hiện qua việc Music set cấp sòng bạc. Ngoài ra mỗi khi được mời cưới, Music đều gửi hoa và tiền mừng vô cùng hậu hĩnh. Đây chính là cách Music đã sử dụng để xây dựng danh tiếng và hình ảnh. Về phần Music,
hiện tại anh đang chìm trong nước sôi lửa bỏng. Mặc dù đã hứa sẽ hoàn trả đầy đủ tiền cho bọn côn đồ do Jung Pa cầm đầu, nhưng Music vẫn bị chúng tìm đến tận cửa. Do có sự đề phòng từ trước nên Music đã túm lấy cổ của Jung Pa và hét lên. Music vẫn tỏ ra rất bản lĩnh, anh hứa anh sẽ hoàn trả đủ cho Jung Pa cả gốc lẫn lãi số tiền anh đã vay. Đổi lại đám đàn em của Jung Pa không được tới đây dùng súng đe dọa anh. Đối với Music đây chỉ là vấn đề nhỏ. Khi Music quyết định bắt đầu lại từ đầu, Seok Jun đã đưa cho anh một giải pháp. Ông đề nghị Music trở thành đối tác kinh doanh của ông trong lĩnh vực kinh doanh casino. Ở anh, Seok Jun có thể nhìn thấy phẩm chất cứng cỏi mà ít ai có được. Music rất cảm ơn lời khen của Seok Jun. Anh cũng nhận ra anh đã quá kiêu ngạo vì đã từng có quá nhiều tiền trong suốt thời gian dài. Giờ đây anh hứa dù có phải làm gì để kiếm tiền anh cũng sẽ cố gắng hết sức. Lúc này Jung Pa trò chuyện với ông chủ của anh và biết được nghề nghiệp trước đây của Music ở Hàn Quốc. Music đã từng kiếm được rất nhiều tiền từ trò đỏ đen, nhưng giờ tất cả đã tiêu tùng. Đúng lúc này ông chủ của Jung Pa lại lên cơn thèm thuốc. Dù anh đã cố gắng ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn phải đưa thuốc cho Sanjin sử dụng. Ngày hôm sau khi Music ngồi ăn cơm với người bạn của anh muốn vay tiền để quay về Seoul nhưng Sanjin đã từ chối. Music bỗng hỏi vợ Sanjin về kế hoạch đi du học của Yeonsu. Trước đây anh đã từng nghe Sanjin nhắc tới việc này. Lúc đó Music đã đưa một số tiền lớn. Việc này khiến Sanjin ngay lập tức phải dừng cơm bỏ đi, quay trở lại Hàn Quốc. Jong Hyun tới sân bay đón Music và báo cho ông biết tin cục thuế đang rất muốn xử lý vụ án của ông. Bởi vì ông cục trưởng mới được bổ nhiệm đang rất nóng lòng được thể hiện bản lĩnh. Music hỏi Jong Hyun về người phụ nữ hay gọi điện đe dọa ông. Được biết Min Jung là một người phụ nữ không ai muốn đụng phải vì cô thực sự rất phiền phức. Điều này khiến Music nhớ lại Dae Jong năm 1983. Lúc bấy giờ thầy giáo Jin Seok luôn quan tâm theo dõi anh. Nhưng lúc đó anh đã giao du với những người bạn xấu. Khi được hỏi về ước mơ, Music nói rằng anh sẽ ra nước ngoài và kiếm thật nhiều tiền. Khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì Jin Seok phát hiện đám học sinh đang hút thuốc trên sân thượng. Ông mắng Music một trận vì luôn gây ra rắc rối. Sau khi bị thầy giáo giáo huấn trong một trận, Music được thầy giao cho nhiệm vụ tới nhà trông con giúp thầy. Trở về nhà, Kyung Deok ném cho anh tiền để anh đi mua thuốc kháng sinh. Hóa ra bố anh thật sự là một kẻ nghiện ngập. Ông bắt con trai đi mua ma túy để ông sử dụng. Lúc đầu Music không hề biết điều này. Những ngày sau đó Music vẫn giữ lời hứa với Jin Seok. Mỗi ngày anh đều tới chăm sóc cô con gái bé bỏng của Jin Seok. Mặc dù Music thường xuyên ngủ quên trên ghế nhưng Jin Seok vẫn nhìn thấy tiềm năng của anh. Ông khuyến khích Jin Seok đi học đại học để khiến mẹ anh nở mày nở mặt. Thế nhưng Music cho rằng với điều kiện của anh thì anh không thể đi học đại học. Jin Seok đã đưa cho Music một phong bì có chứa 100.000 won cùng với lời khích lệ tinh thần. Trên đường trở về nhà, Music không hiểu vì sao thầy giáo lại đối xử tốt với một người chẳng ra gì như anh. Lúc này Kyung Deok đang đánh đập Suk Ja. Ngay khi Kyung Deok định dùng dao tấn công Suk Ja, Music đã lao tới ngăn cản và đẩy bố ra. Anh cảnh cáo bố không được tới gần mẹ con anh, sau đó bỏ vào trong nhà. Quay trở lại đám tang của Kyung Deok, người anh cùng cha khác mẹ của Music tỏ thái độ khiến ông vô cùng tức giận. Ngay sau khi đám tang của bố kết thúc, Music đã tới cục thuế để biết được số phận của mình. Ông phải trả 8 tỷ won, ít hơn số tiền Chi Yang phải trả rất nhiều. Music cho rằng hình phạt của ông quá nặng. Hơn nữa giờ đây ông thật sự không còn nhiều tiền tới vậy vì ông đã thua bạc toàn bộ số tiền ông kiếm được. Lúc này ông đổ hết tội lỗi cho Chi Yang. Ông nói rằng ông chỉ làm theo kế hoạch của Chi Yang mà thôi. Tuy nhiên mọi việc không được suôn sẻ. Music cố gắng thuyết phục điều tra viên. Cuối cùng họ đã giảm số tiền phạt xuống còn 16 triệu won. Nhưng Music vẫn nài nỉ cục thuế giảm cho ông 90% số tiền phạt. Cuối cùng sau khi Music quỳ xuống cầu xin, bên cục thuế đã chấp nhận thỉnh cầu của ông. Nhưng bọn họ yêu cầu ông phải giữ đúng lời hứa. Trưởng phòng Kang phải chấp nhận đề nghị này vì họ cũng không đủ bằng chứng buộc tội Music. Vì vậy nếu phải kiện tụng thì sẽ rất vất vả. Đống số liệu khi nãy chỉ là giả để đe dọa Music mà thôi. Lúc này Music đã quay trở lại Manila trả lại tiền cho Jung Pa. Ông khuyên Jung Pa không nên sử dụng súng để đe dọa. Thay vào đó anh hãy dùng niềm tin trong kinh doanh. Thậm chí Music còn đề nghị Jung Pa tham gia vào hoạt động kinh doanh mới của ông. Jung Pa sẽ được 5% hoa hồng để chuyển tiền cho vay đi khắp mọi nơi. Trước khi hai người chia tay, Jung Pa tiết lộ cho Music biết những gì Sanjin thật sự nghĩ về ông. Jung Pa cũng cảnh cáo Music nên giữ khoảng cách với Sanjin. Khi nghe Jung Pa nói mình đang bị bạn thân chơi xấu, Music cho rằng Jung Pa đang cố tình chia rẽ tình cảm của hai người. Sau đó ông giáo huấn Jung Pa một trận. Thế nhưng tối đó Music đã tìm người bạn thời trung học của mình để tìm hiểu sự thật. Music xin lỗi về những gì đã xảy ra. Cuối cùng ông quyết định cắt đứt quan hệ với Sanjin. Sau khi nghe Music nói vậy, Sanjin cực kỳ tức giận. Nhưng ngay sau đó ông đã bị Music áp chế lại. Mặc dù Sanjin đã xin lỗi nhưng lúc này Music đã nhận ra những gì Jung Pa nói đều là thật. Music chỉ nói từ giờ trở đi hai người không còn là bạn bè nữa rồi quay người bỏ đi. Sau một thời gian dài hợp tác làm ăn với Seok Jun, Music đã kiếm được một khoản tiền lớn và một cơ hội mới. Ông được Seok Jun cử đi đòi những khoản nợ khó nhằn từ sòng bạc. Biết rằng đây là thử thách Seok Jun dành cho ông cho nên Music đã nhanh chóng thực hiện. Một trong những việc Music cần làm bao gồm quay về Hàn Quốc đòi nợ giúp chủ tịch Min. Ông đã sử dụng những kinh nghiệm đòi nợ được học từ bố của ông. Music cố gắng xoay sở để lấy lại tiền bằng mọi cách. Tất cả những người có mặt đều cười cợt trước lời đe dọa của Music. Nhưng ngay sau khi thấy ông ra tay, bọn chúng đã hoảng sợ và ngay lập tức trả nợ. Những kẻ vay nợ tiếp theo đều bị Music làm cho hoang mang và tức giận.
Nhưng sau tất cả, cuối cùng Music cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Music liền gọi điện báo cho Chủ tịch Min biết tin. Chủ tịch Min rất hài lòng và ấn tượng với những gì Music thể hiện. Dường như Seok Jun đã có thêm một con mồi béo bở cho công việc kinh doanh. Lúc này Music đã về nhà với mẹ. Ông nhớ lại quãng thời gian khi ông còn nhỏ. Những ngày tháng thật sự vất vả vào năm 1983. Sau khi nhận được số tiền của thầy giáo, Music đã có một căn phòng để tập trung học tập. Ngoài ra anh cũng đã mua rất nhiều sách vở mới. Vào kỳ thi đại học, Music đã đạt 282 trên 340 điểm. Với số điểm này, Music có thể vào bất kỳ ngôi trường nào ở Seoul. Nhưng lúc này thầy Jin Seok đang nghỉ phép nên Music chỉ có thể lắng nghe lời khuyên của giáo viên chủ nhiệm. Chủ nhiệm không tin Music có thể đạt được điểm số cao như thế. Hơn nữa, ông còn bắt Music hạ tiêu chuẩn chọn trường đại học. Dưới sự chỉ dẫn của một thầy giáo tồi, Music theo học tại một trường kỹ thuật ở Daejeon. Ở đây anh đã gặp vợ của mình. Cuộc đời của Music cũng vì lời khuyên của người thầy chẳng ra gì mà thay đổi hoàn toàn. Bài học trên lớp quá dễ khiến Music quá tập trung vào việc kiếm tiền. Lúc này các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp đường phố. Music đứng ngoài hút thuốc cùng với đồng nghiệp. Khi học sinh bị cảnh sát đánh đập, Music đã nhìn thấy Sujin bị một sĩ quan cảnh sát bắt giữ. Anh lao ra cố gắng bảo vệ Sujin, nhưng kết quả Music đã bị cảnh sát bắt. Lúc này tất cả sinh viên đứng bên ngoài biểu tình cảnh sát thả tự do cho Music. Vì vậy thanh tra cho rằng Music là lãnh đạo của cuộc biểu tình này. Mặc cho Music có giải thích như thế nào, thanh tra cũng không tin. Mẹ Music tới thăm anh, bà trách anh ngu ngốc mới tham gia biểu tình. Nhưng lúc này Music rất tức giận vì cơn nghiện của Kyung đã khiến gia đình rất khó khăn. Ông vẫn sử dụng ma túy bằng những đồng tiền mẹ anh vất vả kiếm được. Sau 3 tháng ngồi tù, cuối cùng Music cũng được trả tự do. Khi Music ra khỏi trại giam, anh được các sinh viên chào đón. Cuối cùng Music trở thành nhà hoạt động dân chủ cho hội học sinh. Anh đã đứng lên để có một bài phát biểu quan trọng trước toàn thể sinh viên. Music xuất hiện tại cuộc biểu tình để làm vệ sĩ cho chủ tịch hội đồng sinh viên. Bọn họ muốn toàn bộ sinh viên ra sức cố gắng thống nhất đất nước. Bài phát biểu hăng say của chủ tịch khiến tất cả sinh viên bên dưới hưởng ứng. Tuy nhiên bỗng có một số thanh tra đóng giả là nhà hoạt động cách mạng trà trộn vào đám đông. Lúc này Music đã cảnh báo cho Sujin, nhưng cô muốn cả hai cùng đi, nếu không cô sẽ không đi đâu cả. Để thoát khỏi các cuộc biểu tình, Music quyết định nhập ngũ. Thật không may vì có tiền án do tham gia hoạt động biểu tình, nên Music không thể thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mặc dù anh đã ra sức thuyết phục và giới thiệu về bản thân, kết quả anh bị cảnh sát dùng vũ lực ép ra ngoài. Lúc này Music bị một người đàn ông để ý đến. Đội trưởng Kim đợi anh ở bên ngoài và đưa anh ra quán nước để trò chuyện. Anh ta có một văn phòng nhỏ ở Namsan. Công việc của đội trưởng Kim thực chất là tuyển dụng lính tham gia huấn luyện. Music được đề nghị tham gia đơn vị tình báo nhưng anh cần phải tăng cường thêm thể lực. Sau đó đội trưởng Kim đưa Music đến một trại huấn luyện khốc liệt. Music luôn quyết tâm chứng tỏ bản thân trong các bài kiểm tra. Trong số 76 ứng viên chỉ có 4 người lọt vào danh sách. Music đương nhiên cũng nằm trong danh sách những người trúng tuyển. Kim Gie Jang tới một phòng trọ để thông báo những người đã trúng tuyển. Nhưng khi bước vào phòng, trước mặt Gie Jang là một mớ hỗn độn. Gie Jang bắt tất cả ra ngoài tập trung và giáo huấn cho họ một trận. Công việc của họ là đặc vụ tình báo. Công việc này thật sự rất nguy hiểm, bao gồm cả việc vượt qua biên giới lẻn vào Triều Tiên sau đó thu thập thông tin. Trở lại năm 2001 tại Manila, nơi Chủ tịch Min khoe khoang về chiến công của Music và coi anh là một báu vật thực sự, ông vẫn tiếp tục làm việc với Music. Hơn nữa, sòng bạc của cặp đôi này ngày càng làm ăn phát đạt. Jung Pa cũng đã tham gia và hợp tác với Music. Lúc này Sang Chun cũng gọi điện báo Music biết về một anh chàng tên Tae-seok. Tae-seok là bạn thân của Sang Chun. Sang Chun muốn nhờ Music giúp đỡ bạn của anh. Nhưng khi hai người gặp nhau, Tae-seok lại tỏ ra mình trên cơ. Tuy nhiên ngay sau đó anh đã phải thu mình lại khi nhận ra Music thực sự đẳng cấp. Tae-seok từng điều hành một nhà thổ nhưng gặp phải chút chuyện nên phải sang Manila lẩn trốn. Tối đó Music vui vẻ trò chuyện cùng Seok Jun vì doanh thu của sòng bạc ngày càng tăng trưởng. Tuy nhiên Seok Jun nghĩ rằng không nên để đại lý ăn quá nhiều tiền hoa hồng như vậy. Seok Jun cũng kể cho Music nghe về người dạo này hay đi cùng ông. Anh ta là con trai của giám đốc một công ty xây dựng lớn ở Hàn Quốc. Music nhắc nhở Seok Jun không nên cho anh ta mượn tiền. Hơn nữa phải thẳng thắn cắt đứt ý định của anh ta trước. Ngày hôm sau Tae-seok đến giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng. Không muốn mất nhiều thời gian nên Music đã đưa 10.000 đô để giúp đỡ. Tae-seok rất biết ơn Music. Anh muốn tới sòng bạc làm việc cho Music nhưng Music chưa đồng ý ngay. Music muốn suy nghĩ thêm về vấn đề này. Đúng lúc này Chủ tịch Min trở về văn phòng với vẻ mặt chán chường. Hóa ra ông lại bị một nhà hàng Trung Quốc lừa tiền. Ông U người chủ sở hữu nhà hàng đòi vay 50.000 đô nhưng Seok Jun không đồng ý. Lúc này ông U liền cho người đe dọa Seok Jun. Điều này khiến đối tác của Music phải quỳ xuống cầu xin. Biết tin, Music liền tới gặp ông U yêu cầu ông ngừng gây chuyện với đối tác của anh. Music kiên quyết rằng anh sẵn sàng chết tại đây nếu không xử lý xong vụ này. Bởi vì Chủ tịch Min đã giúp đỡ anh lúc anh khó khăn nhất. Cuối cùng Music cũng giúp Seok Jun không bị ai quấy rầy nữa bằng cách nốc sạch cả chai rượu nặng. Kể từ đó không một ai dám động đến Chủ tịch Min nữa. Hơn nữa Music cũng ngày càng thành công trong sự nghiệp của mình. Đến năm 2010, khi Music và đồng bọn ngày càng phát triển công việc kinh doanh, bọn họ đã kiếm được 70 tỷ won chỉ trong một thập kỷ. Họ còn thân thiết với các nhân vật chính trị lớn trong nước. Tất cả nhờ vào những trò chơi mới và việc người chơi có thể rút tiền mặt trực tiếp. Hoạt động kinh doanh của Music rất thông minh, dòng tiền ổn định chảy vào sòng bạc thông qua các con chip và thẻ ưu đãi. Những thứ này cũng có thể dùng để thanh toán dịch vụ khách sạn.
kết quả họ càng ngày càng có nhiều khách hàng. Tuy nhiên thẻ ưu đãi đã chất thành một đống. Music đang rất cần loại bỏ đống thẻ này vì chúng sắp hết hạn sử dụng. Vì vậy anh quyết định cho tất cả các nhân viên trong sòng bài sử dụng thẻ cho dịch vụ ăn uống. Lúc này Music vô tình bắt gặp tham mưu trưởng Carlos đang thưởng thức một bữa sáng đắt tiền do chính anh tài trợ. Hai người bắt đầu kết giao với nhau. Kể từ đó Music đã kết thân được với những nhân vật quan trọng hàng đầu khác. Từ những buổi gặp gỡ đơn giản chuyển sang những cuộc họp quan trọng trong nước, Music đã tạo dựng được tên tuổi của mình. Cuối cùng anh được đưa đến gặp một nhân vật cực kỳ tầm cỡ, Big Boss Daniel, một người đàn ông được biết đến với cái tên Kingmaker, bởi vì ông là người quyết định xem ai sẽ là tổng thống kế tiếp. Mọi người trong ngành đều biết về ông. Về cơ bản ông không khác gì vua của thế giới sòng bạc. Tại Cali năm 2010, lúc này Music xuất hiện tại sòng bạc của ông U. Anh cực kỳ thất vọng khi thấy sòng bạc cực kỳ ít khách. Trên thực tế ông U đang mắc nợ 7 triệu peso. Nhiều nhân viên của ông đã chuyển qua nơi khác làm việc. Music cho ông U hạn chót để trả nợ là cuối tháng tới. Nếu không Music sẽ tiếp quản nơi này. Khi Music về báo cáo với chủ tịch Min, T-Seok cảm thấy không hài lòng khi anh không được giao xử lý vụ này. Sau đó T-Seok tức giận bỏ ra ngoài. Lúc này Music cũng được cấp dưới báo T-Seok suốt ngày chỉ biết gây rắc rối. Hơn nữa lúc nào T-Seok cũng bắt nạt nhân viên. Seok Jun muốn Music để tâm tới T-Seok nhiều hơn. Điều này khiến anh vô cùng suy nghĩ. Lúc này cảnh sát Hàn Quốc đang truy nã Music về tội hành hung. Trong lúc đó Music đã mang tiền tới để hối lộ một vị quan chức cấp cao. Sau đó ông ta mời Music đi ăn tối cùng ông và một người Hàn Quốc. Người này có tên là Yoon Ki. Anh ta tình cờ đang làm việc tại đại sứ quán Hàn Quốc. Buổi tiệc chưa kịp bắt đầu đã nhanh chóng bị cắt ngang khi Yoon Ki mang ra tờ truy nã tội phạm có hình của Music. Music lập tức bỏ chạy ra khỏi nhà hàng. Nhận được cuộc gọi từ Yoon Ki, anh liền phủ nhận tên thật của mình. Sau đó Music nhanh chóng trở về nhà. Thì ra khi đi thu các khoản nợ của chủ tịch Min, anh đã hành hung một tên trùm băng đảng. Vì vậy giờ đây Music bị hắn ta tố cáo để tống tiền. Music bỗng có linh cảm xấu về việc này. Trong khi chính phủ Philippines đang có một loạt thay đổi lớn, Seok Jun đã thuyết phục được con trai của chủ công ty xây dựng xây một khách sạn lớn ở Cali. Kể từ đó nhóm người Music bắt đầu chuyển dần từ Manila sang Cali. 5 năm sau các thành viên trong nhóm đều đã có nhà cao cửa rộng. Jung Pa cũng đã giành được trái tim của một người phụ nữ xinh đẹp có tên So Jung. Trước đây cô từng làm ở sòng bạc của ông U. Lúc này Music đang cùng So Jung và Jung Pa nói chuyện về cuộc sống. Ngay lúc này Seok Jun gọi điện kêu Music đặt giá cho Bunton. Một dự án mới sẽ khai trương vào tháng sau của họ. Music trấn an Seok Jun không cần lo lắng, anh sẽ tự giải quyết ổn thỏa việc này. Lúc này Seok Jun tới gặp chủ tịch Oh và cô con gái xinh đẹp của bà. Chủ tịch Oh tất tay trong trò chơi của mình. Seok Jun cũng đồng ý với quyết định của bà, nhưng khi cô gái bên cạnh bà đặt theo thì bà quyết định rút lui. Sau khi ngả bài, cô gái cực kỳ vui sướng khi chiến thắng, nhưng điều này khiến chủ tịch Oh cảm thấy khó chịu. Lúc này Music cũng đã đến sòng bạc Bunton. Anh cực kỳ ngạc nhiên trước quy mô khủng của nó. Anh nói chuyện cùng với giám đốc Jeon và thừa nhận rằng anh định đấu giá khách sạn này, nhất quyết phải chiến thắng bất chấp mọi vấn đề. Music giao cho giám đốc Jeon nhiệm vụ đi nói chuyện với cấp trên, đồng thời anh đặt cọc 100 triệu peso. Sau khi bỏ túi tiền ở lại, Music liền đi tìm một quán ăn Hàn Quốc ở gần đó để chờ đối phương trả lời. Ban đầu bên kia tỏ ra từ chối và xin lỗi, thế nhưng Music quyết tâm phải đấu giá thành công. Cuối cùng anh cũng đạt được điều anh muốn, đó chính là sở hữu toàn bộ sòng bạc tốt nhất ở Cali. Chủ tịch Min cũng rất vui vẻ với cơ sở kinh doanh mới. Lúc này Jung Pa đang đi bộ dưới cơn mưa để đến khách sạn Kasebi nơi người yêu anh đang làm việc. Nhìn thấy tình trạng bết bát của anh, So Jung lo lắng lập tức chăm sóc người yêu. Lúc này Jung Pa giả vờ bị ốm để nhờ So Jung tìm cho anh một phòng nghỉ. Nhưng ngay sau khi họ bước vào phòng cùng nhau, Jung Pa bắt đầu hôn cô một cách nồng cháy và làm một điều gì đó giúp anh khỏe lại ngay lập tức. Sau khi trở về nhà, anh thấy Music đang nằm dài trên ghế. Jung Pa xin cho So Jung về làm việc tại khách sạn của họ nhưng đã bị Music trêu. Music giả vờ từ chối. Trong khi đó Yoon Ki vội đưa con đi làm vì chuẩn bị có cuộc họp quan trọng. Sau khi trò chuyện với thầy giáo ngoại quốc của con gái, anh nhận được cuộc hẹn ăn tối với ông anh lâu ngày không gặp. Người đó không ai khác chính là con trai chủ tịch tập đoàn xây dựng. Anh đến Philippines để xây khách sạn của chủ tịch Min. Với quy mô to lớn của khách sạn này thì việc xin giấy phép rất tốn thời gian. Yoon Ki cũng muốn cùng tham gia hợp tác. Với mối quan hệ của mình, Yoon Ki có thể giúp anh ta không bị đâm sau lưng. Khi biết tin người anh lâu ngày không gặp của mình sẽ bao chầu này, Yoon Ki liền nhờ chủ quán khống hóa đơn lên để bào tiền của anh ta. Yoon Ki yêu cầu chủ quán cuối tháng phải chuyển tiền vào tài khoản của anh. Cuối cùng Jung Pa cũng đưa được người yêu về làm tại khách sạn Bốt Ưn. So Jung cũng rất biết ơn Music vì đã cho cô cơ hội vào đây làm việc. Music cũng căn dặn Jung Pa phải làm việc chăm chỉ hơn. Lúc này Music cũng được báo tin có một vị khách muốn được gặp riêng anh. Người đó chính là giáo sư Na, cũng là một trong những con nợ nghiện cờ bạc. Những người này đóng vai trò giúp Music mang lại nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Giáo sư Na đã tới gặp Suk Hu để trò chuyện về việc đầu tư tại Philippines. Giáo sư Na giới thiệu Music cho Suk Hu. Tối đó ba người đã cùng nhau ăn uống và trò chuyện. Music nói rằng anh đã sống ở đây rất lâu, nếu Suk Hu cần giúp đỡ thì hãy liên hệ với anh. Lúc này chủ cửa hàng xuất hiện vui vẻ chào hỏi Music. Bà nhờ Music nâng hạng phòng cho những vị khách từ Hàn Quốc của bà đang đặt phòng tại khách sạn của anh. Music ngay lập tức đồng ý khiến bà chủ vô cùng phấn khích. Suk Hu ngạc nhiên khi biết Music đang quản lý sòng bạc Bốt Ưn. Music cũng rất hào phóng khi nâng cấp phòng cho Suk Hu.
Mặc dù khách sạn Suk Hu đang ở không thuộc quyền quản lý của Music, điều này làm gia đình Suk Hu sung sướng, dường như con mồi đang dần vào bẫy của Music. Không những thế, Music còn đo lường cẩn thận về độ giàu có của những con mồi. Khi đã xác định được mục tiêu, anh bắt đầu tìm hiểu về sở thích của người đó. Khi ra ngoài và chơi golf cùng nhau, Music khéo léo thuyết phục Suk Hu đến sòng bạc của mình chơi. Trong khi vợ và con gái cùng nhau đi mua sắm, Suk Hu bắt đầu chơi từ những trò có tiền cược ít nhất. Lúc này giáo sư Na cũng xin phép về trước. Khi ra ngoài, anh liền nhận được tiền hoa hồng dụ khách của mình. So Jung dường như đã thích Philip. Cô phủ nhận mối quan hệ của cô với Jung Ba. Nhìn thấy cơ hội phía trước, Philip liền mời So Jung đi ăn tối. So Jung đương nhiên đồng ý. Lúc này kế hoạch của Music cũng đã thành công mỹ mãn. Suk Hu cho biết rằng trước đây ông từng thắng 10 triệu won. Trước khi rời đi, Music dặn Philip đưa Suk Hu về nhà cẩn thận. Ngay sau đó, Music nhận được thông báo Suk Hu đang muốn mượn thêm tiền để chơi tiếp. Music vui vẻ đồng ý. Anh biết rằng con mồi đã cắn câu. Music chắc chắn Suk Hu càng ngày càng muốn gỡ lấy số tiền đã mất. Sau đó, Music dẫn dắt con mồi dấn sâu vào con đường này. Music đã thành công lấy được lòng tin của Suk Hu. Anh tự tin rằng anh sẽ có thể thu lại số vốn đã bỏ ra. Khi Suk Hu đã ăn được một số tiền lớn và có tâm trạng vui vẻ, Music hứa sẽ rửa sạch số tiền Suk Hu thắng và chuyển thẳng vào tài khoản của ông. Sau đó anh đưa Suk Hu đi ăn và tỏ ra quan tâm khi căn dặn ông đừng đến sòng bạc nữa mà hãy đưa vợ con đi chơi. Music cũng nâng cấp các chuyến bay của Suk Hu từ hạng phổ thông lên hạng thương gia. Điều này càng củng cố thêm mối quan hệ của cả hai. Lúc này chủ tịch Oh đang trò chuyện với Philip. Cô gái hay đi bên cạnh bà bỗng lao ra cầu xin bà tha thứ sau khi khiến bà tức giận, nhưng cô đã bị Philip bế đi. Jung Pan cũng nói cho So Jung biết chủ tịch Oh là một trong những khách hàng khủng. Tài sản của bà có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ won. Điều này khiến So Jung vô cùng ngạc nhiên. Tại Hàn Quốc đang lan truyền tin tức người dân đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân xấu số. Họ bị sát hại bởi các thành viên băng đảng người Philippines. Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Vụ án xảy ra giữa Thanh Thiên Bạch Nhật khiến các nhà chức trách rất đau đầu. Vụ việc này ảnh hưởng rất lớn tới ngành du lịch. Vì vậy họ cần một đối sách để giải quyết. Cảnh sát Hàn Quốc cũng rất khó sang đó để điều tra. Họ cho rằng họ nên cử người tới trực tại các khu vực có nhiều tội phạm. Quay trở lại với Music. Lúc này anh bỗng nhận được cuộc gọi từ Suk Hu. Ông báo ông lại chuẩn bị qua Philippines công tác. Music rất thích thú khi con mồi đã quay trở lại. Công việc của Suk Hu vẫn ăn nên làm ra. Ông cũng đã để lại cho vợ con rất nhiều tài sản. Lần này Suk Hu muốn vay 100 triệu won để đi đánh bạc. Bởi vì buổi tối rảnh rỗi chẳng biết làm gì cả. Music đương nhiên vui vẻ đồng ý. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Music. Anh làm tất cả mọi việc để khiến Suk Hu phung phí tiền bạc. Lúc này So Jung đang tiếp cận chủ tịch Oh. Sau khi Philip đến, cả ba cùng ngồi ăn với nhau vì Philip đã giúp bà đưa tình cũ trở về Hàn Quốc. Chủ tịch Oh bắt đầu để ý đến So Jung. Bà rất thích những lời khen ngợi của cô dành cho bà. Có vẻ như So Jung đã đến được gần hơn với con mồi của cô. Tối đó So Jung đã có một đêm lãng mạn với Philip. Cô kể cho Philip về số tài sản khổng lồ chủ tịch Oh đang sở hữu. Bà đang chuẩn bị đầu tư vào một cái gì đó. Trong lúc đó, Jung Pa đứng bên ngoài căn hộ của So Jung gọi điện cho cô. Đương nhiên Jung Pa cũng đã biết chuyện anh bị phản bội. Trong lúc này, Yoon Ki đang ở sân bay để đón một người mới được cử sang Philippines làm việc. Anh ta chính là Seung Hoon. Anh bị nhân viên xuất nhập cảnh khám xét nên mới ở trong đó lâu như vậy. Trên đường về, Yoon Ki rủ Seung Hoon ngày mai cùng anh đi chơi golf tại lãnh sự quán. Lúc này Seung Hoon đang gặp sếp mới của anh tại Philippines. Anh chưa từng có chút kinh nghiệm điều tra nào. Trước đây anh làm ở trụ sở chính của Bộ Ngoại giao, thế nhưng anh đã từng tốt nghiệp tại Học viện Cảnh sát. Sếp anh cũng không hiểu vì sao chính phủ Philippines cho phép người nước ngoài sang đây điều tra. Để Seung Hoon có thể khai báo danh tính, Yoon Ki sẽ đưa anh tới đồn cảnh sát và văn phòng nhập cư địa phương. Trong khi Music đang nói chuyện với Jung Pa thì Chi Yang bỗng tới kết nối Music với các nhà đầu tư mới. Anh cũng giới thiệu cho Music một người bạn tới từ Hàn Quốc. Nhà tài trợ chính của Music chuẩn bị tới. Anh đã sẵn sàng tiếp đón họ cẩn thận với hy vọng có thể mở thêm một sòng bạc mới. Lúc này So Jung đang nằm ì trong phòng bỗng nhận được điện thoại của bố mẹ. Mẹ cô đang nằm viện vì mắc một căn bệnh nghiêm trọng. Vì thế So Jung rất cần tiền để giúp gia đình. Lúc này Chi Yang đã tới sân bay để đón Eun Yang và Kyu Ryung. Họ rất ấn tượng với sự đón tiếp nồng nhiệt này. Sau đó mọi người cùng nhau đi ăn uống. Mặt khác, Seung Hoon đang trò chuyện cùng Yoon Ki về cuộc sống ở đây. Rất nhiều băng đảng của Hàn Quốc đang đổ dồn về Philippines để tìm kiếm cơ hội kiếm tiền. Yoon Ki nhắc nhở Seung Hoon đừng nhìn người khác mà đánh giá thấp bản thân, nếu không muốn bị mấy băng đảng đe dọa sau khi biết anh là cảnh sát. Xã hội ở đây rất hỗn loạn nên Seung Hoon phải cẩn thận. Hơn nữa việc sử dụng súng ở Philippines rất đơn giản. Khi So Jung tới chỗ làm, Jung Pa đã hỏi cô vì sao ngày hôm qua cô không nghe máy của anh. So Jung thản nhiên nói ngày hôm qua cô đi ngủ sớm. Sau đó So Jung gọi Jung Pa ra ngoài nói chuyện riêng. Cô muốn được chuyển tới casino làm việc. Chỉ với vài lời đường mật, So Jung đã thuyết phục được Jung Pa. Tối đó Yoon Ki đưa Seung Hoon tới gặp trợ lý lãnh sự quán. Anh ấy tên là Lee Jun Gu. Anh cũng chính là người sẽ giúp đỡ Seung Hoon rất nhiều trong thời gian ở lại đây. Seung Hoon từ chối lời mời đi nhậu của hai tiền bối và xin phép về phòng nghỉ ngơi. Anh cẩn thận xem xét căn phòng đã được chuẩn bị trước và mọi thứ xung quanh. Music đang chào đón những vị khách của anh tại nhà hàng của Yang Hee. Music cảm nhận được những rắc rối đến từ những vị khách này. Ngay sau đó Music liền tìm Chi Yang để hỏi rõ mọi việc. Lúc này Music biết được số tiền Chi Yang đang giữ của những vị khách này đang ở nơi khác.
những vị khách này đang bị cảnh sát truy nã nên không thể nào mở tài khoản ở đây được. Việc này biến Mu Sik trở thành người bảo lãnh bất đắc dĩ. Anh yêu cầu Chi Yang đưa tất cả số tiền đó cho anh trước khi chuyện tồi tệ xảy ra. Mu Sik cảnh báo Chi Yang việc này rất nguy hiểm, chỉ có nghe lời anh mới có đường thoát thân. Ngày hôm sau, Seung Hoon đã tới đồn cảnh sát và được mọi người giới thiệu cách làm việc. Anh có thể tự ý hoạt động một cách riêng biệt. Sau đó, Seung Hoon được đồng nghiệp đưa tới bàn làm việc. Không khí nóng bức của Philippines khiến Seung Hoon cảm thấy khó chịu. Thấy vậy, đồng nghiệp liền đưa anh quạt để làm dịu bớt cái nóng. Trong khi đó, hai vị khách của Mu Sik cũng đang phàn nàn về thời tiết ở đây. Họ bắt đầu bàn tán về Mu Sik. Chỉ cần nghe bọn họ nói chuyện là anh có thể đoán ra được ý đồ của họ. Hơn nữa, Chi Yang cũng không muốn nhắc tới số tiền hai vị khách này đã gửi. Lúc này, trên cầu thang bỗng xuất hiện một người lạ mặt lén nghe cuộc trò chuyện của cả hai. Hai người họ bắt đầu nghi ngờ Chi Yang và muốn đòi lại số tiền. Kẻ nghe lén ngay lập tức báo cho sếp của hắn. Chi Yang rất tức giận khi nghe thấy điều đó. Anh lập tức lên đường tới chỗ của hai vị khách. Vừa tới nơi, anh đã lao vào chất vấn cả hai, sau đó ba người to tiếng với nhau. Chi Yang đe dọa nếu từ bỏ thì bọn họ sẽ chết chùm với nhau. Sau khi bị Eun Yang tát cho một phát, Chi Yang cay cú cảnh cáo hai người đừng nhờn với anh nếu không muốn lãnh đủ hậu quả. Seung Hoon đang chạy bộ thì bỗng nhận được điện thoại từ phía Jun-gu. Jun-gu khuyên Seung Hoon nên tới cuộc họp của Hiện hội Hàn Quốc tổ chức vào tối nay để tìm hiểu thêm về mọi người ở đây. Tối đó, tất cả mọi người lần lượt giới thiệu về bản thân và trò chuyện cùng nhau. Seung Hoon cũng đã hiểu thêm về những vấn đề thực tế ở Philippines. Mọi người còn kể cho Seung Hoon nghe những người Hàn Quốc đã giúp đỡ nhau như thế nào. Seung Hoon cũng trấn an mọi người để có thể nhận nhiều hơn những sự hỗ trợ. Anh đề nghị mọi người hãy liên lạc với anh nếu gặp bất kỳ vấn đề gì. Lúc này, Mu Sik vẫn đang tỏ ra quan tâm và nhắc nhở Suk Hoo mỗi khi Suk Hoo mất tiền tại sòng bạc. Suk Hoo đã trở thành một con nghiện cờ bạc. Ông cần vay tiền của Mu Sik. Mu Sik vờn con mồi khiến Seung Hoon cảm thấy có lỗi khi đã lỡ lời vì hiểu lầm lòng tốt của anh. Cuối cùng, Suk Hoo vẫn ném tiền vào sòng bạc, còn Mu Sik vẫn lấy được niềm tin của con mồi. Jung Pa tranh thủ xin cho So Jung được chuyển tới casino làm việc nhưng Mu Sik từ chối. Nơi đó đã có quá nhiều nhân viên làm việc. Lúc này, Mu Sik bỗng nhận được tin nhắn từ John. Anh lập tức tới một căn nhà bỏ hoang nhưng bên trong là một sòng bạc ngầm của người Trung Quốc. Mu Sik tới đây để gặp gỡ và cùng chơi bài với Chen. Nhưng khi nhận được tín hiệu, Mu Sik liền đứng dậy kiếm lý do để rời đi. Vừa ra khỏi cửa, Mu Sik liền nhắn tin báo John xong việc hãy gọi lại cho anh. Khi John nhìn thấy chủ sòng bạc đứng dậy đi vệ sinh, anh liền đứng dậy đi theo. Nhưng anh đã bị vệ sĩ chặn lại. Cuối cùng, cả hai tên vệ sĩ đều bị John xử lý. Khi John bước vào bên trong, anh đã có một cuộc chiến cam go với Chen. Sau cùng, John đã dùng súng kết liễu Chen và chụp ảnh lại gửi cho Mu Sik. Hóa ra Chen đã bán cổ phần khi chưa có sự cho phép của sếp lớn. Chính vì vậy, anh đã nhận được lời cảnh báo từ John. Lúc này, chủ tịch Oh đã tới Boston. Bà dự định tuần tới bà sẽ tới Seoul. Mặt khác, Suk Hoo vẫn ném hết tiền vào cờ bạc. Ông đã lún quá sâu vào con đường này. Mu Sik khuyên ông ta nên dừng lại nhưng Suk Hoo một mực muốn gỡ lại số tiền ông đã mất. Đúng lúc này, Mu Sik nhận được tin nhắn của John. Anh liền nhanh chóng đứng dậy rời đi. Mặt khác, Seung Hoon đã sắm cho cơ quan một chiếc điều hòa mới. Anh cũng đã gọi về báo cho sếp về tình hình cuộc sống nơi đây. Lúc này, tin tức những người đàn ông Trung Quốc bị bắn chết tại một sòng bạc đã bị lan truyền. Điều này đã thu hút sự chú ý của Seung Hoon. Đồng thời, một vụ án liên quan tới chủ tịch Oh cũng đã được chuyển cho anh xử lý. Chủ tịch Oh bị điều tra vì tội đánh bạc trái phép tại nước ngoài. Seung Hoon liền hỏi cộng sự Mark cách lẻn vào sòng bạc Boston để thu thập bằng chứng cho vụ án. Nghe thấy vậy, cộng sự Mark liền khuyên Seung Hoon không nên chống lại Mu Sik. Cộng sự Mark cho biết Mu Sik có quan hệ với rất nhiều tay to mặt lớn trong thành phố. Nhưng Seung Hoon chắc chắn không nghe lời khuyên của Mark Flores. Lúc này, Chi Yang đang thử súng trên cánh đồng cùng với người bạn của anh. Sau đó, hai người cùng nhau đào một cái hố, nơi sẽ giấu xác của Kyu Ryung và Eun Yang. Ju Suk tỏ ra sợ hãi, nhưng khi được Chi Yang trấn an, cả hai đã cùng nhau hành động. Tối đó, Seung Hoon tới sòng bạc Boston bất chấp lời cảnh báo của Mark. Sau đó, anh làm quen với So Jung. Anh giới thiệu đây là lần đầu tiên anh tới đây chơi. So Jung liền nhiệt tình giới thiệu cho Seung Hoon một số thông tin về chuỗi sòng bạc của Mu Sik. So Jung cho rằng Mu Sik là người sở hữu casino lớn nhất ở Philippines. Sau đó, Seung Hoon được So Jung dẫn tới chào hỏi Mu Sik. Tình cờ lúc này, chủ tịch Oh cũng ở đó. Seung Hoon nhanh trí sử dụng điện thoại quay lại cảnh tượng chủ tịch Oh đang chơi bạc. Bà đã đặt cược với số tiền khổng lồ. Điều này khiến chủ tịch Min và Mu Sik đều cảm thấy lo lắng. So Jung hoang mang chờ kết quả, nhưng có vẻ như đây là một ván bài đẹp của chủ tịch Oh. Bà cực kỳ hài lòng với So Jung. Lúc này, Chi Yang tới thăm Mu Sik. Thấy vậy, Mu Sik liền mời anh ta vào trong nhà. Mu Sik đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh yêu cầu Chi Yang nói cho anh biết sự thật để tìm biện pháp xử lý. Sau những lời khuyên của Mu Sik, Chi Yang cuối cùng cũng đã nói ra tất cả. Nhưng Mu Sik đảm bảo sẽ không có ai có thể bắt Chi Yang nếu không có sự cho phép của anh. Sau đó, Mu Sik liền chuẩn bị một chiếc xe không thể bị theo dõi cho Chi Yang. Khi Chi Yang nhận ra bản thân anh sẽ phải đi trốn, anh liền nói những lời nói khi nãy chỉ là nói đùa. Sau đó, anh sợ hãi lên xe rời đi. Thấy vậy, Mu Sik lại nhắc nhở Chi Yang phải cẩn thận thêm một lần nữa. Nhưng cuối cùng, anh vẫn để Chi Yang tự làm theo quyết định của bản thân. Sau đó, Mu Sik báo cho Jung Pa biết đã xảy ra một vụ án giết người. Với ván bài của chủ tịch Oh, tất cả đều hồi hộp chờ đón kết quả. Trong ván bài đó, chủ tịch Oh đã thắng lớn. Bà đã kiếm được 2 triệu peso. Sau đó, chủ tịch Oh nhờ Mu Sik chuyển tiền vào tài khoản của bà.
Chủ tịch Oh vui vẻ mời So Jung lên phòng uống rượu. Lúc này Mu-sik vẫn đang đau đầu suy nghĩ về thiệt hại đã mất. Ngày hôm sau Seung-hun xem lại đoạn video. Sau đó anh gửi đoạn video đó qua email để đề phòng có ai đó đột nhập vào phòng của anh và tiêu hủy bằng chứng. Ngoài cánh đồng, cảnh sát đã phát hiện một con dao lớn. Bọn họ lập tức gọi điện cho Seung-hun để nhờ giúp đỡ. Hai nạn nhân đã bị sát hại. Mark đã gửi Seung-hun một số hình ảnh để xác định thân phận của các nạn nhân. Lúc đó Mu-sik cũng xuất hiện để xem xét hiện trường. Mark cho biết thêm thông tin và tiết lộ hung khí tại hiện trường vụ án. Mu-sik cùng Jung-pa kiểm tra khu vực để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây. Chi-yang đã không xử lý cái xác hẳn hoi. Lúc này Mu-sik nhận được cuộc gọi từ đàn em để kiểm tra số tiền của những nhà đầu tư đã chết trong tài khoản của Charlie. Tại đồn cảnh sát, Seung-hun xác nhận hai nạn nhân đều là người Hàn Quốc. Cả hai đều mới đến Philippines. Mark được Seung-hun gợi ý kiểm tra camera giao thông. Nhưng Mark cho rằng anh chưa thể làm điều này vì anh còn có rất nhiều vụ án cần giải quyết. Seung-hun được giao nhiệm vụ điều tra khu phố người Hàn để thu thập bằng chứng. Anh liền gọi điện cho Jung-gu. Jung-gu cho biết nạn nhân chính là chủ công ty quỹ Sanya. Dường như tất cả đều chỉ đến Charlie, người có hình xăm lớn trên cánh tay. Cuối cùng Jung-gu gợi ý Seung-hun đến quán nướng điều tra. Tại quán ăn Yang-hee cho biết gần đây hai nạn nhân thường tới quán ăn cùng Chi Yang. Cô nghe nói họ đang đầu tư vào một sòng bạc. Đúng lúc đó Chi Yang cũng bước vào. Anh được Seung-hun yêu cầu ra ngoài nói chuyện. Chi Yang tỏ ra ngạc nhiên trước cái chết của hai người họ, nhưng Chi Yang không chịu hợp tác trả lời những câu hỏi của Seung-hun. Sau đó Chi Yang tức giận lên xe rời đi. Trong khi đó Mu-sik đến nhà của Chi Yang nhưng không thấy ai ở bên trong. Đúng lúc này Mu-sik nhận được điện thoại từ Sang-u. Anh ta đang ở Cortana và phát hiện trong tài khoản của Charlie bỗng có 30 triệu peso. Mu-sik yêu cầu đóng băng tài khoản để không ai có thể động vào số tiền đó. Sau đó anh cân nhắc xem số tiền còn lại hiện đang ở đâu. Mu-sik vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và thu thập thông tin. Đúng lúc đó Chi Yang phát hiện trong nhà có người. Anh ngay lập tức bỏ đi. Sau đó Mu-sik đến ngôi nhà hai nạn nhân từng ở. Tại đây Mu-sik nhận ra không lâu trước đây trong nhà đã xảy ra một cuộc tranh cãi. Sau khi lục soát Mu-sik tìm thấy một tập hồ sơ bên trong vali. Theo lời của bảo vệ tối qua Charlie đã tới đây. Nhưng có một vấn đề lớn hơn đang xảy ra khi không ai có thể liên lạc được với So Jung. Cô đã ăn cắp tiền của chủ tịch Oh và bỏ trốn. So Jung là một trong những nhân viên làm việc tại khách sạn của Mu-sik. Chủ tịch Oh không hài lòng khi Mu-sik cố gắng lảng tránh chuyện này. Mu-sik cho rằng nhân viên khách sạn khác với nhân viên của sòng bạc. Do đó đây không phải là trách nhiệm của anh. Điều này khiến chủ tịch Oh tức giận bỏ đi. Mu-sik lập tức săn lùng So Jung. Sau khi điều tra Mu-sik phát hiện cô từng có tiền án về tội lừa đảo. Toàn bộ mọi thứ kể cả hộ chiếu của So Jung đều đã bị mang đi. Lúc này Mu-sik bỗng hỏi Jung-pa có liên quan đến vụ này không. Mu-sik đe dọa nếu Jung-pa dám thông đồng với So Jung thì sẽ lãnh đủ hậu quả. Điều này khiến Jung-pa cảm thấy tổn thương. Anh cam kết rằng anh sẽ không bao giờ phản bội tổ chức. Nhưng Mu-sik bỗng tìm thấy chiếc bật lửa anh từng đưa cho Philip tại đây. Lúc này So Jung đang tới một khách sạn thuê phòng trước khi cô có thể quay trở về Hàn Quốc. Giờ đây cô đã có tiền. So Jung dự định sẽ chữa bệnh cho mẹ. Sau đó cô sẽ dùng số tiền cô vừa ăn cắp được mua một ngôi nhà thật đẹp để gia đình cô cùng nhau sinh sống. So Jung sẽ bay vào ngày mai. Ngày hôm sau Seung-hun ra sân bay đón hai đồng nghiệp mới tới từ Hàn Quốc của anh. Trên đường về họ trò chuyện với nhau. Cấp trên đang phát điên vì hai nạn nhân của vụ giết người là tội phạm nghiêm trọng. Họ muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng. Seung-hun đang nghi ngờ Chi Yang và Ju-suk. Anh báo cho đồng nghiệp những thông tin mà anh đã thu thập được. Khi đến khám nghiệm tử thi họ muốn xin lệnh bắt cả hai. Nhưng lúc này Mark nhắc nhở thẩm phán sẽ yêu cầu bằng chứng trước khi cấp lệnh bắt giữ cho họ. Khi ra bên ngoài nói chuyện Mark tiết lộ Mu-sik đã tới hiện trường vụ án. Dường như Mu-sik đã biết chuyện gì đang xảy ra. Điều này đã khơi gợi sự quan tâm của Seung-hun. Khi Seung-hun cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa Mu-sik và vụ án, lúc này cảnh sát trưởng Shin cũng có mặt. Anh trực tiếp chất vấn Mu-sik một cách lộ liễu. Ngay sau khi thấy Mu-sik tức giận bỏ về Jung-gu buộc phải đuổi theo để xin lỗi, anh cố gắng làm dịu cơn buồn bực của Mu-sik. Thậm chí anh sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi. Cuối cùng cả hai đã cùng nhau quay trở lại. Seung-hun cùng đội trưởng Shin cũng đến xin Mu-sik thứ lỗi vì đã cư xử không đúng mực. Cuối cùng hai nhóm cùng nhau hợp tác để cố gắng tìm hiểu xem mọi thứ được diễn ra như thế nào. Mu-sik đưa ra những bằng chứng anh thu thập được. Anh cũng đưa ra những lý lẽ của bản thân. Lúc này Seung-hun cũng nhận được thông báo việc Ju-suk đã có mặt tại Hàn Quốc. Khi chuẩn bị ra về Mu-sik cũng đề nghị cảnh sát hoàn trả chi phí cho cuộc điều tra của anh và đã được cảnh sát đồng ý. Mu-sik vốn định giúp Charlie vì Charlie đã hứa sẽ đưa cho anh 300 triệu peso. Nhưng sau đó Mu-sik vẫn nghĩ rằng anh sẽ bị phản bội và không nhận được một đồng nào. Lúc này So Jung tới chợ đen chuyển số tiền cô vừa ăn cắp được sang tiền won. Sau đó cô chuyển số tiền đó về Hàn Quốc. Mặc dù Thu Ngân rất ngạc nhiên khi thấy số tiền So Jung muốn chuyển là 400 triệu peso, nhưng So Jung đã hào phóng đưa ra khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh. Cuối cùng Thu Ngân đồng ý sẽ hoàn thành công việc trong vài tiếng đồng hồ. Lúc này Mu-sik đến nơi Philip đang ở. Sau khi lục soát bên trong nhà Mu-sik đã phát hiện rất nhiều đồ đạc của So Jung để lại. Trong số đó có cả hộ chiếu của So Jung. Điều này khiến Mu-sik mường tượng được chuyện gì đã xảy ra. Cùng lúc đó Mu-sik cũng được đàn em thông báo về tung tích của So Jung. Trong khi Philip đang lo lắng vì bản thân có thể bị So Jung đâm sau lưng, Mu-sik bỗng gọi điện cho anh. Mu-sik báo cho Philip biết So Jung đang trốn ở Manila. Sau đó Mu-sik yêu cầu Philip tới đó bắt So Jung về. Philip nhanh chóng tới Manila cùng Sang-u. Sau khi gặp lại So Jung,
Philip liền thúc giục cô đưa anh chìa khóa xe, sau đó cùng nhau quay trở về chịu tội. Mọi chuyện đã bị lộ. Nếu So Jung cố chấp không quay về cầu xin Music tha thứ thì cô sẽ phải chịu hậu quả rất lớn. Sau khi Philip đe dọa, So Jung vẫn một mực không chịu quay về. Cô ra sức thuyết phục Philip. Ngay lúc này, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện dùng súng bắn cả hai. Sau đó anh ta mang tiền đi để lại Sang U chứng kiến toàn bộ mọi việc. Anh không biết phải làm gì với cái xác của bạn mình. Tại một khu phố mại dâm nơi Music đến gặp một cô gái gọi. Cô tên là Viana. Music trả Viana một khoản tiền lớn để cô ngủ với anh một đêm. Khi vào tới một căn phòng cao cấp, Music liền kêu Viana đi tắm. Nhân lúc đó, Music liền lấy điện thoại của Viana. Anh muốn thông qua mạng xã hội của Viana để điều tra thông tin. Cuối cùng, Music đã tìm thấy mục tiêu anh đang tìm kiếm. Người Music muốn tìm chính là Rose Van Kinkle, người tình của Chi Yang. Sau đó, Music nhanh chóng rời đi. Sau đó, Music tới viện pháp y để xem xác hai nạn nhân của vụ nổ súng. Lúc sau, Music ra ngoài gặp Sang U. Sang U đang rất hoảng sợ khi tận mắt chứng kiến ai đó đã bắn chết Philip giữa đường. Philip đã chết trên đường hai người đi tìm So Jung. Số tiền trong cốp xe cũng đã bị lấy đi mất. Sang U cảm thấy rất kỳ lạ. Tất cả giống như một kế hoạch đã được dựng sẵn. Sang U vẫn chưa báo cho cảnh sát. Sau khi xảy ra sự việc, Sang U lập tức chạy tới đây báo cho Music. Music yêu cầu Sang U tuyệt đối không được nói chuyện này ra bên ngoài. Anh sẽ đích thân giải quyết mọi việc. Tại đồn cảnh sát Seung Hun đã tìm thấy đoạn video giám sát quay lại cảnh Chi Yang đi mua súng cùng Jusuk. Nhưng Mark đứng bên cạnh nói rằng Chi Yang đang có bằng chứng ngoại phạm. Seung Hun vẫn tiếp tục quá trình điều tra. Lúc này ở Hàn Quốc, đội trưởng Shin đang phụ trách thẩm vấn Jusuk. Đội trưởng Shin và Seung Hun đều nghi ngờ Music chính là kẻ chủ mưu. Nhưng cả hai đều không có đủ bằng chứng để bắt giữ Music. Đúng lúc đó, Mark báo tin có hai người Hàn vừa bị bắn tại Manila. Nhìn thấy nạn nhân, Seung Hun nhận ra đó chính là người đã dẫn anh vào trong sòng bạc. Sau đó, Seung Hun cố gắng gắn kết lại mọi thứ với nhau. Trong quán bar, Sang U đang cùng Jung Pa trò chuyện về cái chết của So Jung và Philip. Cả hai thông đồng với nhau để bỏ trốn nhưng cuối cùng lại nhận được một kết cục bi thảm. Cả hai người đều nghi ngờ vụ việc này do chủ tịch Oh làm. Hơn nữa, mạng lưới tình báo của Music cũng thật kinh khủng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã tìm kiếm được mục tiêu. Lúc này, Music đã tìm ra nơi đang lẩn trốn của Chi Yang. Sau đó, anh tới gặp John, người đã giúp anh lấy lại số tiền lớn chủ tịch Oh bị đánh cắp. Anh cũng đã nhận được hồ sơ tài khoản của Kyu Ryung và Eun Yang tại Singapore. Cuối cùng, Music cũng đã lấy được số tiền còn lại của Kyu Ryung và Eun Yang. Sau đó, anh mang số tiền khủng về nhà và cất chúng dưới một căn hầm bí mật. Đêm đó, khi đang ngồi ban công hút thuốc, Seung Hun nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài căn hộ. Nhưng khi ra đến nơi, anh không thấy ai mà chỉ nhận được một lá thư. Ở bên trong có địa chỉ nơi Chi Yang đang ẩn trốn. Ngày hôm sau, anh cùng đồng nghiệp xuất phát tới địa điểm được ghi bên trong khám xét. Thông tin được tình báo hoàn toàn chính xác. Nhưng Chi Yang đã trả phòng từ hôm qua. Khi đang ở nhà, Music bỗng nhận được cuộc gọi gấp từ Jung Ba. Sòng bạc đang có một vị khách không thể trả nổi số tiền đã vay. Dù đã bảo đàn em tự xử lý nhưng cuối cùng Music vẫn phải sắn tay tự giải quyết. Lúc này, ELBE vẫn cứ thao thao bất tuyệt về số tiền và mối quan hệ của anh đang có. Điều này khiến cả Sang U và Jung Pa đều cảm thấy phát chán. Đúng lúc đó, Music xuất hiện. Anh lễ phép đề nghị đưa ELBE ta ra sân bay. Hành động này khiến cả hai tay đàn em đều bối rối không biết đại ca của họ đang làm gì. Hóa ra Music quyết định đe dọa ELBE bằng cách bắt cóc hắn. Tại một công xưởng bỏ hoang, Music bắt ELBE quỳ xuống. Sau đó, Music trừng phạt hắn vì dám ăn cắp tiền của người khác. Mặc dù ELBE đã cầu xin Music tha thứ và hứa sẽ trả nợ, nhưng Music vẫn tiếp tục kế hoạch của mình để hắn ta có thể gom tiền trả nợ nhanh nhất có thể. Lúc này, Seung Hun đến gặp Jun Gu để tiếp tục tìm hiểu thông tin về Chi Yang. Jun Gu nghĩ rằng ông sẽ treo thưởng trên group người Hàn sống tại Philippines để có nhiều thông tin hơn. Seung Hun cũng hỏi Jun Gu về hai nạn nhân đã chết trong vụ xả súng tại Manila. Jun Gu đã tiết lộ cho Seung Hun biết nạn nhân có một người anh em thân thiết tên là Sang U. Seung Hun cũng hỏi về Music vì những vụ án gần đây đều có liên quan mật thiết đến ông ta. Thế nhưng Jun Gu đã nói đỡ cho Music và đánh qua một chủ đề khác. Tối đó, Yoon Ki tới quán nướng nhậu và nói về các vụ xả súng. Ti Seok không hài lòng về việc Music là người đứng đầu. Anh tin rằng những gì anh đã làm được đang dần trở nên lu mờ. Khi Yoon Ki cần liên lạc với chủ tịch Min, Yang Hee liền bảo anh hãy liên lạc với Music. Điều này khiến Ti Seok tức phát điên. Đúng lúc này, nhân viên đã gây gián đoạn cuộc trò chuyện khi làm đổ thức ăn lên người khách hàng. Ngày hôm sau, Music quay trở lại công xưởng. ELBE cầu xin Music cho anh thêm một cơ hội. Music bèn cho hắn thêm 30 tiếng để thanh toán hết nợ nần. Lúc này, chủ tịch Min và Music đang tổ chức buổi lễ khánh thành khách sạn mới. Trong buổi tiệc, thái độ khó chịu của Ti Seok khiến Music cảm thấy không hài lòng. Music liền chất vấn Ti Seok nhưng chủ tịch Min đã vỗ về cơn giận của Music. Chủ tịch Min chỉ ra rằng Ti Seok đang làm việc rất tốt. Anh đã giúp sòng bạc ngăn chặn được những kẻ gây hại. Lúc này, Seung Hun đang ở cửa hàng súng điều tra thêm thông tin. Music cũng được Sang U báo tin Suk Hu đang nợ 6 tỷ won. Music lập tức tới tìm Suk Hu. Anh khuyên ông hãy bình tĩnh tìm lối chơi chứ không thể nào all in vào trong một trận được. Sau một hồi thuyết phục, Suk Hu nghe lời Music răm rắp. Sau đó, Music nhìn thấy Jung Pa bị thương trong một cuộc ẩu đả với Tae Suk. Ti Seok cứ bày ra vẻ mình là ông chủ. Điều này khiến Jung Pa cực kỳ khó chịu. Music lập tức gọi Tae Suk đến văn phòng để nói chuyện. Music dặn Ti Seok nên nghe lời khi anh còn nói chuyện tử tế. Nhưng Ti Seok vẫn tỏ ra không phục.
Không những thế, Ti Seok còn chế giễu Mu Sik và gây sự với Jung Ba, nhưng Ti Seok đã bị Sang U trấn áp ngay lập tức. Sau đó Mu Sik cảnh báo Ti Seok lần cuối, anh nên hiểu rõ vị trí của bản thân đang ở đâu. Nếu cứ tiếp tục hành động ngu ngốc như vậy, hắn sẽ không thể ở lại đất nước này thêm một giây phút nào. Lúc này cảnh sát Hàn Quốc cũng báo cho Yoon Ki biết tin một du khách đã bị bắt cóc ở Cali. Người này chính là Il Bae. Chính quyền muốn giải quyết vụ việc này một cách thỏa đáng. Yoon Ki liền tiến hành điều tra. Sau khi điều tra, Yoon Ki phát hiện Il Bae đã từng sống tại khách sạn Boston. Seung Hoon đang ăn trưa cùng Mark Flores. Mark mời anh tối nay tới nhà chơi. Sau một hồi suy nghĩ, Seung Hoon hẹn buổi khác anh sẽ tới thăm nhà Mark. Lúc này Yoon Ki cũng gọi điện thông báo cho Seung Hoon biết vụ bắt cóc tại khách sạn Boston. Lúc này Mu Sik cũng nhận được cuộc gọi từ Yoon Ki. Yoon Ki muốn thăm dò xem có phải Mu Sik chính là người bắt cóc Il Bae hay không. Điều này khiến Mu Sik cực kỳ tức giận. Anh xả cho Yoon Ki một trận trước khi cúp máy. Il Bae gom mãi cũng chỉ được một ít tiền. Anh tiếp tục cầu Mu Sik cho anh thêm một cơ hội. Thế nhưng Mu Sik lại cho rằng Il Bae đã tố cáo anh. Il Bae hoảng hốt phủ nhận. Il Bae thề sẽ giải quyết ổn thỏa và dọn dẹp hết mớ hỗn độn này. Tối đó Mu Sik đang uống bia cùng Jung Pa thì Il Bae đi tới. Hóa ra Mu Sik cuối cùng vẫn cho Il Bae một cơ hội. Về phía Seung Hoon, sau khi biết khách sạn Boston có liên quan tới vụ án, anh liền liên hệ vụ án với Mu Sik. Việc này khiến anh càng ngày càng nghi ngờ Mu Sik. Tình cờ Viana đi qua đúng quán bia Mu Sik và Jung Pa đang ngồi. Cô xông vào chất vấn Mu Sik vì sao lại lấy điện thoại của cô. Tuy nhiên sau khi nhận cục tiền của Mu Sik, Viana không những không chất vấn mà còn giúp anh tìm được Rose. Nhờ tin tình báo Seung Hoon và Mark đã đột kích khách sạn Heaven Resort, nơi Rose và Charlie đang ở. Sau một hồi rượt đuổi kịch tính, cuối cùng hai người họ cũng bắt được Charlie. Trái ngược với không khí căng thẳng bên này, Mu Sik cùng chủ tịch Min và đám đàn em đang vui vẻ chơi bóng né với nhau. Đúng là tuổi già không đọ được sức trẻ. Mu Sik và chủ tịch Min nhanh chóng ra nghỉ ngơi ăn uống. Lúc này chủ tịch Min đã kêu Mu Sik xử lý Ti Seok vì hắn đã gây ra quá nhiều rắc rối. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Mu Sik bỗng nhận được một tin nhắn. Hóa ra Yoon Ki đã liên hệ cảnh sát Philippines. Thông qua người này, Mu Sik biết được rằng Yoon Ki đã cho phép cảnh sát bắn chết anh nếu anh không chịu hợp tác điều tra vụ án của Il Bae. Đúng là đùa với hổ. Mu Sik cảnh cáo Yoon Ki trong 72 giờ tới hãy cẩn thận hết mức có thể, bởi vì Mu Sik sẽ tặng Yoon Ki một món quà bất ngờ. Hơn nữa Mu Sik cũng đã nắm hết thông tin liên quan đến con gái Yoon Ki. Lúc này Yoon Ki không còn ra vẻ ta đây được nữa, anh vội vàng rời văn phòng tới trường học đón con gái. Tối đó Seung Hoon thập thò đứng đợi ở một con hẻm vắng. Khi người giao hàng tới, anh đã mua một khẩu súng giảm thanh và dắt vào thắt lưng. Không biết chuyện này sẽ đi tới đâu đây. Trở lại với Ti Seok, anh đang đứng trước giường ngủ của Mu Sik. Đúng lúc này Mu Sik đang nằm im bỗng mở miệng hỏi là Ti Seok có đúng không? Hai tiếng súng vang lên. Phần 1 đến đây là kết thúc. Trải qua phần đầu của bộ phim có thể thấy mạch phim cực kỳ lôi cuốn người xem. Mu Sik chắc chắn sẽ không chết vì có cảnh quay anh bị bắt giữ ở phần đầu. Tuy nhiên anh sẽ làm thế nào khi phải chống lại quá nhiều kẻ thù? Từ đàn em, đại sứ quán cho đến cảnh sát, ở đâu Mu Sik cũng có kẻ thù. Hơn nữa hai tiếng súng cuối phim liệu có liên quan gì đến Seung Hoon? Cái kết dành cho Ti Seok sẽ như thế nào? Các bạn hãy cùng mình đón chờ phần 2 nhé. Chúc cả nhà vui vẻ và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.